Xin chào các bạn nhé. Hôm nay trong khi đi rừng để lấy cây thuốc thì mình có bắt gặp một cây thuốc rất quý các bạn. Cây thuốc mình giới thiệu với các bạn, đây chính là cây đỗ trọng lam các bạn nhé. Đây mình quay thật gần cái phần lá để các bạn xem này. Đây chính là lá của cây đỗ trọng lam này các bạn. Lá của cây đỗ trọng lam thì nó có hình bầu dục dài, mép lá nguyên, hai mặt lá thì đều nhẵn. Mặt lá trên thì xanh đậm, mặt lá dưới thì có màu hơi vàng vàng. Cái dây non của nó thì có màu xanh này các bạn. Khi các bạn bẻ cái lá của nó ra nhé, thì nó có mủ trắng này các bạn này. Đấy, mình bẻ cái là nó có mủ trắng chảy ra ngay đấy. Cái dây đỗ trọng lam này mình cũng nói với các bạn này, rất ít thầy thuốc biết sử dụng cái dây đỗ trọng lam này. Nó là một vị thuốc rất tốt. Đây các bạn, mình bập mủ nó ra đây này các bạn này. Các bạn nhìn thấy cái dây đỗ trọng lam nó to dào, nó như một con chăn luôn các bạn ạ. Nó uốn lượn này này các bạn. Nó bò nan khắp rừng. Đây nó lan sang bên này này các bạn. Một dàn rất nhiều. Trong kinh nghiệm dân gian đã sử dụng cái dây đỗ trọng lam này từ rất lâu rồi, cho những người bị yếu sinh lý. Nó còn có tác dụng là chữa đau nhức xương khớp. Đặc biệt mình nói với các bạn, cái dây cao su đỗ trọng lam này, nó là một vị thuốc chữa bệnh trĩ cực tốt. Chứ còn những cái dây đỗ trọng lam kia thì là nó cũng có tác dụng chữa trĩ nhưng nó kém. Cái dây này mới là dây để chữa bệnh trĩ này các bạn. Nó bò lan khắp rừng này này các bạn. Để các bạn nhìn thật là kỹ cái phần lá của nó nhé. Lá nó có hình bầu dục thuôn dài đấy. Mặt dưới của lá này hơi màu hơi vàng vàng. Cái loại dây đỗ trọng lam này thì nó rất hiếm, nó không nhiều như cái dây đỗ trọng lam lá ngắn kia đâu. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn.